Kim. Dạ. Cả thành phố này chỉ có 5 đứa con gái biết nhảy hip hop. Và anh nghĩ Kim là người giỏi nhất. Còn em thì sao? Em biết múa lụa. Em đã quen với anh chàng kia phải không? Cái anh chàng mà hôm bữa tới cửa hàng của mình á. Ảnh thích Mai đó. Ai? Hình như là bạn biết nhảy hả? Có thể nhảy cho tụi mình coi được không? Khu vực này sẽ bị giải tỏa và một khách sạn lớn sẽ được xây dựng ở đây. So với nhỏ đó đó thì em còn non lắm. Cái nhóm này đâu phải có mình em. Giải du lịch B-Boy năm nay sẽ tổ chức tại Hàn Quốc. Người ta sẽ chọn ra nhóm nhảy giỏi nhất Việt Nam đi. Đội đó giỏi hả? Cho niềm vui càng thêm vui nào, nào cùng vui lên nào, cùng nhịp nhịp trên nào.